Ok, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi có tên gọi là Vision Tick. Nào, chúng ta bắt đầu giao diện của trò chơi đã các bạn nha. Chúng ta sẽ chơi thôi. Let's go. Đầu chơi luôn này, trong này có shop, mình sẽ có Epica, Cardia, mình đầu chơi luôn. Trong này có tất cả các loại chế độ 5x5 và đánh với máy và luyện tập. Cái này thì chưa mở nhưng mà cứ chơi chơi thì chỉ mới lo về rồi mà chúng ta cùng chơi thôi. Đây là chúng ta có thể chọn nhân vật để chơi các bạn nha. Nhưng mà ở đây nhìn rất là ngáo và trẻ trâu các bạn ạ. Cũng như con này nhìn đúng thay ghét luôn. Mình sẽ chọn con này. Vào trận nào. Đây chính là đồ họa của nó các bạn ạ. Nhìn có vẻ rất là chắc luôn. Nhưng tựa game này cũng hơi giống Liên Minh Huyền Thoại nhưng có hơi khác xí. Xem thử game này chơi có hay không các bạn nhỉ. Wow. Đồ họa nhìn rất là chắc luôn các bạn ạ. Đây là đánh với người các bạn nha. Đánh với máy chứ, mình xin lỗi. Đánh với máy. Bên này có... Ok, mình chọn rồi. Oh, đang cấp nha. Để cái đột phát. Ôi đồng đội ơi, đi đâu rồi? Đây là giao diện đó các bạn nhé. Mắt chắc luôn. À thấy rồi. Đúng 2 giờ. Chạy lên với, come on. Rồi hè, sao không thấy ai vậy nhỉ? Đây rồi. Đã thấy đối tượng rồi, mục tiêu. Bố bắn đi, bắn đi, bắn. Chạy theo thằng này cho chắc ăn. Nguy hiểm quá các bạn ạ. Oh, shit. Em lên bán. Come on, sao không đi được thế này? Thank you.
ăn đi. Chết mẹ ơi. Để xem trong 5 giây nữa các bạn nhé. Thôi mọi người, mình sẽ cho mẹ ăn hành. Đâu rồi, đâu rồi. Ta sẽ cho mẹ ăn hành. Đấy, đấy, đấy. Đâu rồi. Let's go, tiến lên. Đến này, come in. Đánh nó. Đánh rồi. Biết nhé, em đã một chú. Cũng như biết con này chắc ăn các bạn nhỉ. Cái này là không có gì không. Đấy, thấy nó tự lợn lắm đi. Chết. Đợi tôi với. Đây rồi. Mày chạy đi đâu con? Nó nè. Dạ. Đó mày đứng đó. Ơi. Đi mà chút kẻ nè. Đây có gà chim đồng các bạn nhìn. Nè. Tôi thấy mày rồi. Nói gì? Một quả trái nhé con. Thôi. Chạy nhanh phết. Ôi, nó vẫn dí theo. Mà cháu Huy nè con. Anh Dư, anh cũng đôi. Quá, chết rồi à. Ôi thằng đồng đội mình chấm chạy cứ thấy ghét bạn các bạn à. Bây giờ nha. Đợi tao với. Chạy nhanh vậy. Bây giờ tao phải thấy đối tượng. Bây giờ quá nặng như con.
rồi em thứ hai, em thứ hai đó biết đó, chàng trai đó tắm con. Ừ, đó là con mốt các bạn ạ, à, đó là con rồng. Bắn nó. Đó là con rồng, giết nó đi các bạn, nó đừng có xuống này đây. Wow. Các bạn biết làm vậy không? Ôi, nó vẫn dí. What? What? Sao dí ta mày? What? What? And then let me send you go. What? What? Cái này kìa. Tìm cái con rồng này, giết con rồng các bạn. What the hell? Đúng rồi. Chúng ta sẽ tìm cái con rồng mới nãy để giết. Nếu nó thì chúng ta sẽ win. Mình đoán thế. Không biết nha. Yeah, you know. Được rồi. Dễ thôi. Không cần biết các bạn ạ. Chạy. Chạy thôi. Gần hết máu rồi. I don't get the boy. Oh no. Oh shit. Lại chết các bạn ạ. Không hiểu tại sao mình lại chết. Man không. Chưa chết à? Oh my god.
Get it down, I'm not going to jump up. Right. Come on. Right now. Yahoo! No, 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 no. No, 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 đấy rồi sắp mở rồi sắp lò sắp lò đấy đó đã một cái mi này Thank you.